Jordan nằm ở tuyếp nào? Trời ơi. Oh my god, ba cái độc thân, một mình em đã có chủ vì sao? Cảm giác ông này là chắc là ở Việt Nam ông cũng cua gái dữ lắm. Trời nên ơi, là chắc chắn là phải có bầu rồi. Thôi tự nhiên đang giúp nhỏ em mà tự nhiên nói vậy tủi thân nữa. Dĩ nhiên anh sẽ không hỏi em bởi vì em sẽ mong anh ta là người độc thân đúng không? Mời lựa chọn của Phương Thảo. Jordan. Chủ, xin một lần nữa cảm ơn phước phần của ban cố vấn đưa ra. Anh không biết. Xin giới thiệu ca sĩ Phượng Vũ. Em là người yêu của anh ta đúng không? Dạ đúng rồi. Chết chưa? Thay mặt ban cố vấn, thay mặt người đàn ông mặc áo xanh với răng cưa đỏ, anh ta đã biến mất khỏi đây. Trời, đầu lên đi. Trời lên đi. Em à, em có thấy không? Ủa mọi người ơi, chuyện gì mà xảy ra vậy? Em có thấy không? Không biết gì luôn á. Cả ba bọn chị giơ tấm bảng long lên. Đến cuối cùng anh ta không được chọn, anh ta vẫn mời em đi trà sữa. Đủ thấy cái sự khát khao, cái tình yêu của anh ta dành cho em là lớn lao như thế nào. Thôi im đi nha, em đừng có giả bộ nữa. Em lại chọn một cái, theo ngay lời người đàn ông này. Jordan. Em ơi, hồi nãy hình như ai dựa anh á em ơi. Sợ không biết gì đâu. Bây giờ nè, Phương Vũ chia sẻ cho anh một tí đi, là em gặp anh Jordan ở đâu, hai người quen nhau bao lâu rồi? Dạ, lời đầu tiên cho phép Phương Vũ được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán giả và tất cả các ban cố vấn ạ. Cho em được chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của Phượng Vũ và Jordan, là bọn mình đi chơi, hai hội bạn cùng với nhau và mình nhìn thấy anh chàng này trông cao, mình thì thích bạn trai cao. Cho nên là chủ động ra làm quen, sau đó thì chủ động xin Facebook, rồi chủ động tán ảnh luôn. Có nghĩa là em bày sẵn hết chứ không? Vâng, em anh chỉ việc bước vào đời em thôi đúng không? Đúng rồi, em răng lưới. Dạ, xong anh ấy lao vào. Bùa vây. Ừ. Đúng rồi. Có nghĩa là khi nào thì là hai người chính thức là đến với nhau? Dạ, thì sau một thời gian chinh phục cũng khá là vất vả, thì một tháng sau thôi ạ, thì là anh đã dính bẫy rồi. À, bẫy rồi. Dạ. Bây giờ là hai người quen nhau được bao lâu rồi? Dạ, cũng được một năm, bốn tháng rồi ạ. Oh my god. Nhưng mà cái lúc đầu là không biết Phượng là ca sĩ đúng không? Không ạ, ban đầu khi gặp nhau thì Jordan không hề biết Phượng Vũ là ca sĩ. Tại vì Jordan không có biết nhiều về showbiz ở Việt Nam. Jordan, okay. Do you like her to be a singer? If she loves it, it's her choice and I support her. Oh. Okay. It's so sweet. It's so sweet. Do you want to tell something to the girl who chose you at the final? Thank you. And sorry, by the way. Thank you for all the beautiful smile that I see. To make me smile during all the show. And thank you to the judge that say that I was gay. Make me a lot of fun. I really had a lot of fun. And thank you for you to organizing this game show. I really enjoy it. Thank you. Thưa quý vị, Jordan hồi nãy có nói với Trấn Thành, mặc dù là được chọn lựa cuối cùng là bạn ấy đã rất là vui rồi, nên có một món quà đặc biệt muốn tặng để Jordan thay cho lời cảm ơn đối với chương trình. Just say something you want to say. I will talk to you. You know what give me the power to be a winner today? It's because I'm with you every day, every single day, and you give me the power to success in everything I do. Can you just hold it? So, Miss Woutifong. No. Oh my god! I just want to know if you want to let me be your winner forever. Do you want to marry me? It's for real. It's for real. Yes, Anna.
say yes, say yes, say yes, say yes, say yes. Say yes, say yes. Say yes. Oh my god. Say yes, say yes. Yes. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward. Cô tốt đẹp lên trên sân khấu của người ấy là ai? Chúc cho Phương Vũ sẽ có được một mối tình thật tuyệt vời, thật đẹp bên Jordan và buổi lễ thành hôn sẽ được cử hành sớm nhất. Congratulations! Chắc là Thảo cũng sẽ có một lời nói đến với Jordan và Phương Vũ phải không nào? Mời em. Actually, I'm so jealous because you guys so fall in love with each other and it's make me cry right now. But I'm happy for you guys. I'm happy and wish you have a happy life and forever after. So thank you for... Yeah, thank you. Chúc mừng em Phương Vũ. Felicitations. Và một món quà nữa. Tôi nghĩ là anh chàng trà sữa thật sự cũng muốn được mời bạn đi uống trà sữa thật. Long Hoàng, em đâu rồi? Đừng buồn. Nỗi buồn này để cho Long bù đắp cho. Nhận lời để đi hẹn hò với anh Long không? Thực sự là lỗi bởi vì không nhận ra anh ngay từ lúc đầu, nhưng mà thực sự rất vui với em nhận lời. Chúc mừng hai bạn. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù bạn Phương Thảo không chọn đúng được người đàn ông phù hợp dành cho bạn ấy, nhưng mà Jordan đã chọn được cái người phụ nữ dành cho cuộc đời mình và cô ấy đã đồng ý. Chúc mừng Jordan và Phượng Vũ. Và các bạn sẽ nhận được một bữa ăn tối tại Vivian Wine Club. Chúc cho hai bạn sẽ có một buổi tối thiệt là dễ thương bên nhau. Và sẽ có một cái buổi lễ thành hôn được cử hành sớm nhất. Chúc mừng. Đối với Phương Thảo, mặc dù không chọn đúng được anh Jordan mất đi cái suất ăn tối, nhưng mà ban tổ chức vì cái tình cảm này nó quá đẹp nên chúng tôi cũng xin phá lệ một lần để gửi tặng cho bạn một bộ trang sức đến từ thương hiệu Presita. Xin chúc mừng. Bên cạnh những món quà, chúng tôi cũng sẽ đưa ra những sự trừng phạt dành cho những kẻ đã đưa ra lời suối bậy. Đây, thưa quý vị, mọc suối bậy sẽ được đóng vào má của ban cố vấn. Trước đóng ok bọn em chấp nhận hình phạt rồi. Em chỉ muốn nhắn gửi đến Thảo một cái điều như này. Dù chọn đúng hay không á, em chứng kiến những điều đẹp đẽ như này trên sân khấu, chắc chắn em đã có niềm tin và tình yêu đúng không? Em vẫn giữ một niềm tin quan trọng và đấy là điều quan trọng nhất. Còn bạn chị chấp nhận đóng cái dấu mộc đó, không sao hết. Nhanh lên đi. Em Thảo, anh hết sức. Ôi không bị nữa sao? Suối bậy nè, suối bậy nè, suối bậy. Em xin anh. Em tìm khắp nơi trên mạng cũng không thấy mấy tập cưới gạo nếp gạo tẻ. Anh hãy giúp em đi, em ghiền phim quá rồi. Giờ thì em khóc cũng chẳng để làm gì. Muốn xem hồi kết gạo nếp gạo tẻ thì tải gấp Vion. Tải gấp Vion, đón xem hồi kết. Trời ơi, cái mặt đẹp, cái mặt đẹp kinh khủng á. Trời ơi, làm sao dẫn hết cái chương trình này. Độc thân sao đã có chủ rồi em. Đúng xem người ấy là anh. Chương trình HTV2.
Trời ơi, phim ma. Trời ơi. The Ring, The Ring. Cái mặt nó làm Annabelle không nhau. Nó ra ngoài thiệt kìa. The Ring đó. Ui, con Annabelle, Annabelle. Trời ơi, kìa Annabelle. Nếu mà một người mà quản lý một cái shop đồ nữ, hàng ngày tiếp xúc với nữ là thế nào cũng sẽ bị nữ. Màu tím sẽ là của bạn. Đức nghĩ độc thân đấy. Thì chàng trai này có một cái điều gì đó nó khá là ấm áp toát ra. Bảo của em là màu xanh. Hóa ra điềm đạm là vì đã có chủ. Sao? Nãy giờ đứng bồn chồn lo lắng có mấy giờ đón vợ đón con phải không? Dạ không rồi. Chứ sao? Có người yêu rồi phải không? Dạ đúng rồi. Đừng có nói là cái shop thời trang đang quản lý là của người yêu nha. Đúng luôn. Dạ, cái người đóng trong clip với em là bạn gái em. Cái người mà đi lựa đầm xong rồi ổng tư vấn cho người ta đó. Hóa ra chương trình của mình đúng rồi. Mình quên mất slogan chương trình của mình. Người ấy là ai, clip là thật. Quên. Chúng ta quên. Clip là thật. Thế bạn gái em quen nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em với bạn gái quen nhau đã được gần 2 năm rồi. Có thương người ta không? Ủa trời. Dạ thương rất là nhiều à. Nhiều cỡ nào? Có nhiều như thế này không? Có nhiều như thế này. Tại sao thương người ta? Dạ bạn gái em làm chung công ty với em. Đó cũng là một cái duyên anh Thành à. Em để ý bạn gái em một năm trời à, nhưng mà biết cô ấy là có bạn trai. Oh. Wow, wow. Chua quá ngã ba. Tình tiết gây cấn. Ngã ba. Cuối cùng sao? Dạ em chỉ âm thầm theo dõi thôi. Follow Facebook hả? Dạ Instagram. Có một đợt đó là em thấy bạn post status buồn. Mè hả? Nhào vô liền. Nhào vô liền. Trời ơi. Cái cơ hội đó là tốt nhất. Cơ hội đó. Nhào vô liền. Hốt đoạn ổ. Khoan, nhưng mà đừng có nói là có một ngày tình cờ thấy. Ngày nào anh cũng khấn cho người ta status đúng không? Đúng vậy. Cãi, cãi. Chứ gì nữa, kết lâu rồi. Kết lâu rồi khấn. Rồi sao cưng? Bà sao lúc nãy khoan, bà sao lúc nãy vẽ bùa. Vẽ bùa, à. Bùa yêu. Bùa yêu. Rồi sao nữa? À, thì em hỏi thăm mới biết được là bạn ấy vừa chia tay bạn trai. Còn dịp nào tốt hơn thế? Mà nói luôn ngày hôm đó luôn không? Lúc đó thì em biết chắc mới chia tay nên còn buồn. Đúng. Đúng. Suy nghĩ ra lượt liền, bạn này rất là từ tốn nha. Rồi sao nữa? Rồi sao làm sao mà để hoàn toàn thay thế vị trí đó? Giờ thì em thầm quan tâm hàng ngày. Em biết bạn đang buồn nên em cũng rủ bạn đi chơi để cho khuây khỏa. À, hay quá. Rồi bây giờ hiện nay là em hết chưa? Hay còn ngã ba nào nữa không ông? Dạ không à, hoàn toàn bây giờ là hai đứa thôi à. Bữa nay gậy em có tay không? Dạ có à. Kêu lên được không? Cô ấy ở đâu, 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 đâu. Bạn này ấm áp lắm. Chào em. Giống Lê Khánh nè. Em cho anh biết em là ai, tên gì, đang làm công việc gì? Dạ, em tên là Mỹ Tiên, em vừa tốt nghiệp đại học và em đang đi làm ở văn phòng và là kinh doanh riêng. Vì sao em thương cái người này? Dạ, chắc là do sự chân thành. Nhưng mà trong cái lúc mà bạn có người yêu á, bạn đã bao giờ cảm nhận được là chàng trai này có cái tình cảm với mình không? Dạ, em nghĩ là không, tại vì lúc đầu lúc mà nói chuyện với anh này thì em nghĩ là em với anh này là hai thế giới khác nhau. Đúng rồi, mắt bạn to thế cơ mà. À, đúng rồi. Nhưng mà vấn đề là cái này nè, người ta tử tế đó. Người ta không làm ra cái gì hết trơn, âm thầm yêu. Mấy người này mới đáng nể.
Tôi nói ví dụ như tôi nha, mà tôi yêu ai á là biết ngay à. Nhưng mà cái người này hay nè, giấu được, âm thầm làm gì cũng lén lút, âm thầm phải không? Mà làm gì làm ha, yêu nhau gì yêu, ở nhà tao vẽ bùa cho mày chia tay chơi. Đó. Kiểu vậy á, ngon lành. Ngồi ở nhà nó khấn. Nè, chia tay, chia tay, chia tay, chia tay. Càng sẽ thấy buồn nhau vô anh đây. Thì chủ động kéo người ta theo, có gì nói với người ta không mà tự nhiên gài người ta vô đây làm gì? Có anh Thành. Muốn nói gì với người ta? Em ơi. Ơi. Trời ơi. Mấy em ơi, tự trọng chút đi. Tự trọng chút đi. Tự nhiên cứ kêu qua làm mấy người cho mấy người ơi ơi à. Em luôn á, em luôn á. Vừa. Mời em. Yêu em là một điều anh không thể ngờ. Khi đến với nhau, anh và em đều nghĩ là chỉ là một cuộc dạo chơi thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì anh khẳng định đó là cả cuộc đời. Wow. Chết luôn. Anh xin lỗi vì có lúc đã làm em phải buồn. Và cũng cảm ơn em vì em là cả cuộc đời của anh. Thương quá, thương hai đứa quá. Làm mọi người khóc hết trơn rồi kìa. Nhân gian chưa có ai tặng bó bông nào, đưa cái nhẫn nào trơn tổ nghiệp. Em này, tôi ngồi đó khóc. Có rồi nha. Anh xuất đưa đây. Có rồi. Anh xin lỗi, ok. Này. Ok, anh già, anh nhớ lộn, ok. Đây, ok. Không lấy nha, không lấy nha. Ok, anh già, anh nhớ lộn, ok. Dạ, nó chưa bao giờ được cầu hôn nữa em, phải không? Buồn dạ, khóc. Dạ, đâu có nhiều lắm. Em khóc đây là em khóc hạnh phúc giùm đó. Ok. Còn em, cảm xúc của em hiện nay thế nào? Dạ, em thật sự bất ngờ, em không nghĩ là... Hôm nay em nói cái chữ có đó là vì em tin tưởng anh ta hay là vì đây là chương trình em không muốn làm cho anh ta bị hụt hẫng nè? Dạ là em tin tưởng anh ấy. Cảm ơn em. Và chúc hai bạn hạnh phúc nhé. Wow. Cảm ơn đã đến với chương trình và chia sẻ một thông điệp tình yêu rất là đẹp. Và xin được cảm ơn bạn, còn rất là trẻ nhưng mà cái trái tim của bạn rất là ấm áp. Và bạn là người cực kỳ man, cực kỳ có trách nhiệm cho người phụ nữ của mình. Và xã hội cần phải có nhiều hơn nữa đàn ông như thế này. Trước khi em chia tay với chương trình, xin nói một lời nhắn nhủ đến bạn gái của chương trình đi nào.
Anh muốn gửi lời đến em. Cuộc đời này rất có nhiều sự bất ngờ. Anh mong em hạnh phúc. Cảm ơn bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Em cảm ơn Thành. Cảm ơn rất nhiều. Ôi, bé nó vũ đoàn mà. Không. Ủa vũ đoàn sao không có vậy? Người yêu người ta đó mấy nơi. Ủa chứ không phải bé vũ đoàn hả? Dạ, người yêu đó anh chưa làm. Ôi. Chào bạn. Chào anh chị ạ. Bạn có thể cho mọi người biết nhiều hơn về thông tin của bạn không? Là em tên là Mã Đức Siêu, năm nay em 24 tuổi, em đến từ Lạng Sơn ạ. Hiện tại em đang là người mẫu. À, đây là cô gái như thế nào với bạn? Dạ, đây là bạn gái em, cũng là mối tình đầu của em ạ. Cho bạn ấy nói vài câu đi nào, em tên là gì? Dạ, em chào mọi người ạ, em tên là Trần Thị Thảo Nguyên ạ. Hai đứa là yêu nhau rồi vô Sài Gòn ở luôn hay sao? À, dạ không ạ, chỉ có một mình Siêu vào đây thôi, còn em thì vẫn đang ở Hà Nội ạ. Rồi là bay vô đây tham gia chương trình thôi đúng không? Dạ vâng, em vừa vào đây lúc sáng ạ. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? À, dạ bọn em quen nhau được 7 năm ạ. Trời ơi! Gặp nhau ở đâu, làm sao mà quen, mà yêu nhau được 7 năm hay vậy? Là em cùng với bạn gái em chơi với nhau từ hồi cấp 2 rồi ạ. À, cũng kiểu chơi thân với nhau ấy, bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu nhau. 7 năm rồi, trai Bắc hay nhỉ? Ý chính là trai Bắc trung tình đó mấy bạn. Thì đã bảo là thứ nhất là có thì yêu đó. Rất sớm, thứ hai là trung tình mà. Thì thật đấy. Sự luôn ấy. Đấy gì? Trung tình đấy. Em yêu là bao nhiêu năm rồi mà trung tình? Em cũng được 4 năm rồi. Khoa, khoa, nếu như mà... Em hiểu không? Nếu như em không trung tình thì em cũng không có cái lựa chọn nào. Em... Trời giang, anh vừa định nói đúng câu đấy. Ừ, đây đấy. Em ơi, chương trình mời em tới đây để làm gì đấy? À, hai bạn đã yêu xa được bao nhiêu lâu rồi? À, bọn em yêu xa cũng được khoảng 8 tháng rồi. Em có người yêu đi vào đây lại làm công việc người mẫu, lại tiếp xúc với rất là nhiều những cô gái chân dài này. À, mình đã bao giờ mình cảm thấy tủi thân, mình lo lắng gì chưa? Dạ chưa ạ. Ồ, tức là em rất là tin tưởng người yêu mình. Không ạ, thực ra thì nghề nghiệp thì nó cũng không thể hiện được hết tính cách ạ. Bạn Siêu này rất là hiền, thật thà, tốt bụng. Không, nhưng mà chị đồng ý đấy là em sẽ có một cảm giác tin tưởng. Tại vì tôi nói thật nhá, là bạn này bạn chả đi đến ai cả. Bạn ấy chả nhìn đàn ông mà cũng không và nhìn phụ nữ. Và dù cho bạn có để ý thì ánh mắt của bạn như thế này cũng chả ai phát hiện ra được đâu. Thế như thế này thì kiểu gì, để ý kiểu gì mà biết được, đúng không? Đúng. Đây là đang tia này, đang tia này. Biết không? Không biết được, không thể nào biết được. Nên yên tâm nhá. Chúc và hai em hạnh phúc và cảm ơn đã đến với chương trình. Và em đã thấy anh cùng người ấy làm điều gì phía sau. Em khóc như vậy, đau như vậy, anh đâu biết đâu. Và em đã thấy người đang đổi thay chính anh ngay lúc này. Nào hết yêu rồi cứ buông tay, sao anh lại làm như thế này? Chết rồi, à kìa. Ủa, chị biết rồi à? Chị đoán. Là cô ấy tốt hơn hay những thứ anh cần? Chẳng còn xuất phát từ em, chẳng còn như lời anh hứa. Và em đã thấy anh cùng người ấy làm điều gì phía sau. Em khóc như vậy, đau như vậy, anh đâu biết đâu. Và em đã thấy người đang đổi thay chính anh ngay lúc này. Nếu hết yêu rồi tại sao anh lại như thế? Nào đến cuối
chẳng biết mọi chuyện cứ thế êm đẹp. Liệu rằng anh có biết dừng lại, liệu anh có giật mình nhớ ra. Em vẫn đứng đây, vẫn luôn chờ anh, dù điều gì xảy ra khiến anh khóc như vậy. Đau đến thế sao vẫn mong nhớ. Và anh đã thấy anh ơi đến nơi, có em đang đứng đợi. Nếu hết yêu rồi cứ buông tay, sao em lại làm như và anh đã thấy anh có bồ đây. mà tại mà sao cô... tím vậy? Ôi chết rồi, xin lỗi sorry. Bạn gái nha, xin lỗi em, xin lỗi anh. Hai người quen nhau bao lâu rồi? 7 năm rồi hả? Đấy, người ta có bạn gái 7 năm rồi, chỉ vì người ta đẹp trai thôi mà bắt người ta màu tím yêu thôi đấy. 7 năm đó mấy anh chị à, đôi mắt cầu vồng này biết mắt đi. Cầu vồng, trời ơi. Đây là mắt cầu chì chứ không phải mắt cầu vồng. Thôi à, sorry. Bây giờ nè, bạn giới thiệu một tí về mình trước đi, với lại bạn gái của mình. À, đây là vợ em chứ không phải là bạn gái. Và anh đã thấy anh có vợ đây. Trời ơi. Vợ wow. Luôn rồi đó. Em không thể thấy mình sai hơn được nữa. Công nhận ban biên tập của chương trình hay thật. Các bạn thấy không, tôi đã nói rồi, nhiều khi cái clip nó bất lợi cho người ta làm đủ trò vậy đó mà người ta có vợ luôn nè, mà tới 7 năm lận. Không, như ở trên sân khấu người ta cũng rất gì và này nọ nữa. Tại cái nét người ta bẽn lẽn. Chồng em là một người rất là hiền. Giống như mọi người nói là chồng em hơi bóng bẩy, nên đa số tất cả mọi người đều nghĩ chồng em đều là màu tím. Đi ở ngoài đường, dù là hai người con trai đi cũng nhìn chồng em cũng nói màu tím. Đến lúc quen bạn bè này kia ai nói màu tím. Cái điều gì làm cho em gắn bó với cái người này tới 7 năm lần? Tình cảm, hai đứa thương nhau, rất là tin tưởng nhau. Khoảng thời gian 7 năm quen nhau thì tụi em chưa có xa nhau một ngày nào hết. Wow. Nhưng mà khoan, còn cái nữa. Nhưng anh nói cái này đi hả? Nói chứ. Nói luôn chị. Là vừa năm ngoái thôi thì em mới biết là chồng em quen một người gái khác. Hả? Em không có tin. Và nói bạn bè em cũng không ai tin hết. Tại vì chồng em không bao giờ có những cái chuyện bậy bạ như vậy. Không bao giờ. Em mới có tìm hiểu thì em mới tin và em xác nhận với mọi người là chắc chắn không bao giờ màu tím hết á. Nhưng mà sao cái vụ có đó làm sao giải quyết được để mà đi lại tới giờ? Lúc mà vợ em biết á thì giống như em cũng lúc đầu em cũng còn cố chấp ý là nhà mình không có nhận. Tại vì nói là em đâu có bắt được tin nhắn hay thấy anh nhắn tin gì đâu. Đàn ông lì lắm. Thì bắt đầu đùng một cái có một ngày em đang nhắn tin thì... vợ em bữa đó giật điện thoại em luôn. Giật rồi xong cái cãi nhau lớn lắm, làm một trận. Giờ lúc đó nói là thôi mình tới đây là hết rồi. Tình nghĩa, tình cảm 7 năm của mình coi như là đủ rồi. Thôi em muốn dừng lại. Thì lúc đó là mình giống như là đi vô tới đường cùng thì mới nhận ra được là cái người quan trọng nhất là bên cạnh mình là ai. Sau đó em mới xin lỗi vợ, biết hối lỗi với vợ và hứa là sẽ không bao giờ có những chuyện như vậy nữa. Thật ra để nói ra cái chuyện này không phải ai cũng dám nói. Đúng rồi. Hồi nãy anh tưởng là nói chuyện gì đó giỡn gì. Các bạn là bạn ấy nói nhưng mà lại nói trên một cái giọng nó rất là thoải mái. Chứ đó. Không phải là đay nghiến gì cái người đàn ông của mình cả. Nó mới là cái giỏi. Nên cái câu hỏi của anh đặt cho em là thế này. Phụ nữ cái khó chấp nhận nhất là cái vụ chung thủy. Cái điều gì của ảnh làm cho em nghĩ là mình nên tha thứ để cho cái người này một cơ hội? Đến bây giờ em vẫn yêu chồng em, vẫn tin anh ấy. Nhưng mà khi bước
đến một cái quyết định nào đó, em vẫn tin em hơn. Và em sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn, để cho chồng em giống như bao năm trước là cũng theo đuổi mình, vẫn yêu mình. Chứ không phải vì một lúc mình vì công việc, vì cơm áo gạo tiền hay những vấn đề nào đó mà mình làm cho chồng mình quên mình đi. Hay quá, xuất sắc. Chị ơi, mời đi. Chúc mừng em đã nhận ra chân lý của phụ nữ. Thưa quý vị, phụ nữ có hai đặc quyền lớn nhất thế giới. Một là được quyền yếu đuối. Đàn ông phải có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, bảo tồn và lưu trữ. Nhiệm vụ thứ hai là được quyền đẹp, mà ông bà cha ta đã dạy đẹp có quyền. Đẹp có quyền. À, hôm nay chọn cái bài đó rồi đưa vợ lên đây, có cái lời nào mình xin lỗi, mình hứa hẹn chút xíu ấy, cho người phụ nữ người ta yên tâm không? Thì nhân đây cũng tới chương trình thì em cũng muốn nói một lời xin lỗi tới người con gái mà em làm tổn thương, buồn vì em rất là nhiều. Xin lỗi bà xã. Ôi thương. Nói chứ đàn ông dám làm dám nhận phải không? Vậy dễ thương nè. Nhưng cho anh hỏi này, tới vậy không phải thôi nghe. Em thấy bẩn đậm hơi rậm rậm mà như có baby phải không? Chúc mừng chị. Mà bị một cái việc vậy là em bé không còn nữa. Tại vì em bé, tại vì tụi em bị thai lưu hồi 2 tuần rồi. Tụi em nghĩ tụi em sẽ có lại, không chỉ là một cái gì đó không may mắn của cái đợt vừa rồi thôi, thì không sao hết. Lạc quan quá à. Cái cô này á, quá. Cô mạnh mẽ dễ sợ luôn á. Không mà đúng chị ạ. Thực ra con cái nó là duyên ý. Có thể là cái duyên nó chưa tới, nhưng mà miễn là hai vợ chồng đồng lòng và yêu nhau như thế thì không sớm thì muộn cũng có thôi. À, hôm nay hai vợ chồng đến đây chia sẻ chuyện vui có, chuyện buồn cũng có. Chỉ chúc như thế này thôi, đơn giản thôi. Chúc cho tụi em hạnh phúc nhiều hơn, trân trọng nhau nhiều hơn, tử tế với nhau hơn nữa. Cảm ơn. À, hai bạn có thể gửi một lời đến cho cô gái của chương trình được không? Hôm nay anh mong rằng em sẽ tìm được người độc thân duy nhất trong đêm nay. Trời, duy nhất hả? Trời ơi. Một sự gợi ý. Duy nhất một sự gợi ý. Chết rồi. Bọn mình phải khắt khe lên nha. Trời ơi, hai chồng mới thương sợ. Ok, còn nói gì nữa, quá đáng yêu. Chúc hai bạn hạnh phúc và may mắn hơn nữa trong cuộc sống nha. Xin chào. Cảm ơn. Dễ thương quá trời. Đó, nói người ta màu tím nữa đi. Chị yêu, các vòng sau chị cứ đưa ra ý kiến nha, đó nóng không chị? Dạ, thôi, chị yêu sáng suốt quá. Thấy sáng suốt liền. Dạ, đúng không? Nhưng mà em phải công nhận chương trình mình rất hay. Tại vì ngay cặp đầu tiên đã cho Linh Nga thấy được là trong tình yêu sẽ có lỗi lầm nha em nha. Không bao giờ màu hồng. Hay đâu, là em nhờ tụi anh chọn lộn nó mới ra. Trời ơi, chị Bảo Thi nói cô đó quá đúng luôn, nói gì đúng hết trơn. Miss Bảo Thi, Bảo Thi, Bảo Thi. Lúc đầu mà bạn này giới thiệu á, nghe cái màu hơi quen quen giống chị đó. Nhưng mà khi chị yêu rồi thì chị mới thấy được là hơi ẩu đó em, yêu sớm chút vui lắm. Lại đúng luôn. Đúng lại rồi. Đúng. Lại đúng. Nói chung là chị thì nói cái gì cũng đúng. Đúng yeah. luôn. Yeah. Ủa, mở bài nhạc của tôi lên làm cái gì? Rồi đưa cho tôi cái màu đỏ hả? Thì ý nói là cái gì dính tới em cũng được xui xẻo á, kiểu gì á. Đi về đi. Để coi coi ở trong này có chắc có cái máy bay khác nữa. Em ơi, Ngọc, khỏi coi em. Hết rồi, hết đó. Thiệt rồi. Giờ tất cả là sự thật ạ. Và không còn một màu nào khác nữa. Cũng đúng rồi, không còn một màu nào khác nữa, đúng thiệt. Thôi không sao, lần sau không được cãi lời chị nghe chưa? Được, giới thiệu cho mọi người biết bạn là ai đi. Vâng, thì tên thật của em là Lê Thanh Hải. Hiện tại thì là em đang là huấn luyện viên cấp cao ở Ensefinite Hà Nội. Là chỉ người ta tập tành đồ đó em hả? Dạ vâng, đúng như trong clip. Ví dụ như anh Thành đây nếu muốn giảm bụng thì có liên hệ em nha. Bao nhiêu tuổi rồi bạn? Dạ, năm nay em 25 tuổi. 25. 25 tuổi. Đã có chủ nhưng mà là bạn gái hay là vợ luôn? Dạ, là vợ em. Em có vợ rồi ạ. Trời ơi trời. 25 tuổi là vợ sớm vậy cưng? À, đằng sau đấy thì cũng là một cái câu chuyện rất là dài ạ.
Nhưng kể mà... ngắn lại cho anh nghe coi. À, ngày đầu tiên chúng em gặp nhau thì chỉ là lướt qua nhau trong một show diễn thời trang. Về sau thì em có tham gia người mẫu ở trong Sài Gòn và hai đứa cũng đã gặp nhau. Thì cũng đánh mắt qua, đánh mắt lại. Thì là cũng phải lòng nhau và tìm hiểu. Nhưng thực ra, thực sự lúc đấy thì em cũng không dám, bởi vì em bị mắc một cái căn bệnh. Đó là ngày xưa em bị quai bị. Và nó có một cái biến chứng là về cái việc sinh sản nó sẽ khó. Lúc đầu thì là không dám, nhưng mà nghĩ tội gì mà mình không thử. À, cô ấy đã đồng ý và em đã xin phép để cưới cô ấy làm vợ luôn. Cũng là một cái chữ duyên do trời ban thì em cũng đã có một cô con gái. Trời, hay vậy ta. Một tuổi rưỡi ạ. Hay vậy ta. Ờ, nhưng mà bạn, người vợ của bạn đó là có đi theo bạn ngày hôm nay luôn dạ, không? Dạ, có. Em xin phép vào trong mời bạn ra. Chắc sau lúc này thôi. Vâng, em xin giới thiệu, đây là bà xã của em và cũng là mẹ của cô con gái đấy ạ. Bạn cho mình biết là cái lúc mà bạn này bạn thổ lộ rồi lúc đó tự nhiên tại sao mà mình chịu? Em gửi lời chào đến anh Trấn Thành ạ, với lại ban cố vấn và toàn thể khán giả ạ. Ban đầu tiên mình cũng không định nghĩ là sẽ thành cái gì với bạn này đâu. Bởi vì rằng là chúng mình cũng có rất là nhiều thứ khác nhau. Chỉ duy nhất một điều đấy là mình đồng tình với các bạn là rất đẹp trai. Siêu cấp vô địch. Sau một thời gian tiếp xúc ấy, càng về sau thì mình thấy được là bạn này rất là thật lòng. Bởi vì là mình thì cũng ở cái độ tuổi là đã trưởng thành rồi. Và mình nhìn nhận được cái con người của bạn ấy và tình cảm của bạn ấy dành cho mình. Như Hương Giang ấy, hôm nay em có nói là bạn rất là phân tâm. Đúng là bạn rất là phân tâm, khi mà chị xuất hiện ở đâu đấy bạn đều rất là phân tâm. À, vì sao thế? Chị lường bạn ý đúng không? Vì không phải, vì là bạn ấy quan tâm đến chị rất là nhiều. Các bạn ở chương trình ấy thì hỏi em là chị có đói không? Mình bảo mình không có đói. Nhưng mà về sau có một bạn nữ mang ra bảo mình là đây là anh Hải gửi cho chị. Ôi thôi chết. Sao mà đứng đây mà còn có thời gian đưa cái bánh là kiểu gì? Ôi anh ơi, người ta thương nhau lắm luôn á. Và... cho Thành hỏi lúc đầu là hai người là ai sẽ đưa tín hiệu trước, hỏi thật. Đúng rồi đó. Tất nhiên là bạn đến rồi. Bây giờ anh cho tôi biết là cái lý do gì, cái sự thu hút gì mà anh hút vào trong này. Cô ấy cũng rất hay hỏi em là lý do vì sao, vì gì. À, nhưng mà em vẫn luôn trả lời là vì cô ấy là cô ấy, không vì gì cả. Eo tôi chết rồi. Cuộc sống bây giờ đầy ngôn tình, tôi chết rồi, vì em là em. Bạn có ngại chia sẻ mà hai vợ chồng trên lệch bao nhiêu tuổi không? Thật ra đấy cũng là lý do mà chị không thích tham gia các chương trình truyền hình, bởi vì rằng là chị hơn tuổi anh ý. Nhưng mà khi mà chị đến chương trình này, từ đầu đến cuối nhá, ban đầu tiên chị chỉ tham gia vì anh ấy thôi. Nhưng khi mà chị đến thì chị thấy chương trình rất là có ý nghĩa. Từ là mẹ của anh Sơn Tùng, thực ra là chị chưa tiếp xúc với ai, chỉ có mỗi mình cô ấy từ đầu đến cuối. Và chị cảm giác là cô ấy rất tự hào về con mình. Trong đấy làm cho chị cứ muốn níu lại, ở lại đến cuối cùng với anh ý. Nên mình thấy là mình đến đây là đúng đắn. Em gái lên đây đi cưng. Lên đây đối diện với vợ của anh ta và nói với anh ta vài lời đi. Chị chuẩn bị rất là nhiều lời để nói với em. Đó, chết chưa. Em gái rất là xinh. Chị biết lý do vì sao mà em lựa chọn anh ý. Chị nghĩ là không phải là chỉ vì anh ấy đẹp trai, mà là em nhìn thấy là anh ấy rất là hiền và có sự chân thành giống như chị vậy. Và chị thì không chúc em bất cứ một cái thứ gì cao xa ở ngoài kia cả, mà chị chỉ mong rằng em sẽ tìm được một người đàn ông mà dù là anh ta làm bất cứ điều gì và ở bất cứ nơi đâu thì anh ta đều bận tâm đến em, đều sao nhãng vì em. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế còn cô gái, bạn có nói lời nói gì với lại hai vợ chồng ta không? Em thấy anh chị rất là đáng yêu và anh ý rất là dành rất là nhiều tình cảm cho chị. Mặc dù hôm nay em chọn sai vì anh ý đã có chủ, nhưng mà em cảm thấy là một phần nào trong đấy em vẫn đúng, tại vì em nhìn thấy cái sự chân thành của anh ý.
phải ngờ hạnh phúc mãi thương, chỉ mong thế thôi. Đến tuần cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Cứ nhìn vào người đàn ông với hai hàng gánh bún riêu trên vai, tôi đã biết anh ta là một cái người trong gia đình. Bảo Lộc đâu thể đơn giản mà bán hai tiệm. Cái bà còn lại ở đâu? Bà ở chi nhánh 2. Đúng không? Xin chào bạn. Một lần nữa bạn cho mọi người biết một tí về mình. Dạ, em xin chào anh Thành và em xin chào các bạn cố vấn và mọi người ạ. Em là Huy, hiện tại em công việc của em là kinh doanh về hàng ăn, là thương hiệu là bún riêu Quang Trung được 20 năm rồi. Và đây là bà xã em ạ. Dạ em xin chào các bạn, em xin giới thiệu em là Bảo Trâm. Em hiện tại đang là kinh doanh thẩm mỹ viện. Em tốt nghiệp Đại học Y Dược năm 2012. Em bị xúi tới hay là ổng muốn làm gì đặc biệt cho em rồi ổng kêu em tới, rồi em tới em cũng không biết cái chuyện gì xảy ra? Em có lý do này em xin phép được nói với bà xã em. Ok, rồi, em cứ nói. Có việc lúc anh làm cho em buồn. Anh xin lỗi, anh không mang đến được cái cách yêu thương như em mong muốn. Đó là cái dở của anh. Ngày hôm nay hai đứa mình đã đứng trên chương trình này rồi, anh chỉ muốn khẳng định với em rằng là anh rất thương em. Anh luôn tự nhủ với bản thân mình rằng anh là người đàn ông rất may mắn, rất may mắn khi anh có được em. Thấy thương quá. Mặt ông xanh lè luôn rồi. Nói xong hết máu. Mình có làm điều gì lầm lỗi với lại vợ của mình hay không mà tại sao? Trên cái lý do là mỗi người một công việc riêng, cái thời gian bên cạnh nhau nó rất là ít ỏi. Đúng rồi. Em cảm thấy vợ em hy sinh và chịu đựng rất nhiều. Thật ra giờ phút này nè, ba vợ em đang cấp cứu nằm ngoài. Thì thông tin chỉ mới đây thôi, thì em cũng có làm mình việc bên biên tập đó, là chắc em không thể nào em tham dự được. Vợ em tới đây chờ 3 tiếng vì em. Rồi em cũng biết cái sự lo lắng của vợ em vào thời điểm này, nên em rất là thương cô ấy. Khi bạn nói bạn chia sẻ những cái điều cho vợ bạn thì có vẻ vợ bạn có xúc động, nhưng cô ấy có vẻ khá bình tĩnh. Vì
đến chương trình này thì trước tiên hai bạn tạm gọi là hòa đình chiến với nhau thôi đúng không? Tôi nói có sai không? Tạm thời là đúng đi ha. Dạ. Thì thế này nè bạn ạ, chuyện vợ chồng á là chuyện trăm năm, nó dài lắm. Có những lúc mà mình nghĩ mình không bỏ qua cho nhau được đâu. Cái đó nói thiệt, khi mà mình điên nhất á, hãy nhớ là những gì mà người ta đã trải qua với mình. Đừng có nhớ là những gì mà người ta vừa làm với mình. Và hãy trả lời hai câu hỏi thôi. Nếu mình bỏ qua thì mình được cái gì? Câu hỏi thứ hai là có đáng hay không? Bạn đã hứa thì tôi chắc chắn chồng bạn sẽ thay đổi, bởi vì anh ta cũng rất là chân thành. Tôi nghĩ vậy. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ. Anh có thể gửi một lời nói đến cô gái trước khi mà mình rời khỏi chương trình được không? Trong tình yêu, không quan trọng đúng sai. Sau mọi thứ, em đã có được cái bài học và kinh nghiệm cho bản thân mình. Đừng bao giờ tô màu tuyệt vọng của mình lên phần đẹp nhất của cuộc đời mình. Anh chúc em hạnh phúc. Cho em xin phép em nói một lời cuối. Dạ, gia đình tụi em cũng có một cái lỗi lầm rất là lớn. Hồi nãy tụi tôi nghĩ bạn màu tím nhưng mà giờ tụi tôi sai rồi. Dạ, muốn cúi đầu xin lỗi anh chị. Đúng ra nên mình phải yêu màu đỏ của em nhiều hơn mới chọn màu tím. Làm lỗi, dám nhận lỗi, đó mới là đàn ông. Hai vợ chồng rất đáng yêu và chúc cho hai bạn sẽ có thể giải quyết được công việc sớm nhất. Cất mẹ luôn. Ai cũng biết có mình mẹ không biết gì luôn. Trời ơi mẹ ơi. Ủa mẹ đây nè, sao giấu mẹ vậy? Có gì thì nói chứ mắc gì giấu mẹ vậy. Cảm ơn con đó, đến bây giờ đó con cô vẫn thấy kẻ, con mẹ. Nhìn lên kìa, nhìn ra sao lưng. Mẹ ơi bình tĩnh. Thôi mẹ về chỗ. Mời bạn giới thiệu một tí với mình nào. Em tên là Vũ Trung Kiên, năm nay em 28 tuổi và em đang là một nhà đầu tư trong dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng. Hôm nay đến với chương trình thì em xin gửi lời cảm ơn ban cố vấn rất là nhiều. Họ loại em mà, có nhiều người nghĩ em là có chủ vạch mặt em ra mà. Dạ em có người yêu rồi và người yêu em ở dưới. Ôi mời em. Em gái có thể chia sẻ một tí về mình được không? Dạ, em tên là Huyền Trân. Em đang làm ngành nghề về kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị y tế. Wow. Ôi ôi. Rồi hai người yêu nhau bao lâu rồi? Tại sao mà đang làm bao nhiêu công việc rồi phải dừng công việc lại mà tham gia chương trình này? Vậy có cái động lực gì không? Tại vì em muốn anh ấy vượt qua chính mình, vượt lên cái con người mà rất là rụt rè. Là người yêu suối là đi tham gia đó hả? Dạ. Trời đất ơi. Nói chung là bình thường em khá là rụt rè. Nhưng mà công việc của em á, kinh doanh thì em tiếp xúc rất là nhiều. Đúng như Giang nói thì Giang nhìn người khá là chuẩn. Và còn về tụi em á, thì tụi em quen nhau được 4 năm rồi. Hay quá trời. Hay quá trời ơi. Từ lúc mà em chưa có gì cho tới tận bây giờ, Trân là... là người đạo diễn xuất sắc nhất đã vẽ ra một cái kịch bản khá là hoàn hảo để đưa em tới được tới với thành công ngày hôm nay. Và em nợ cô ấy rất là nhiều. Trời ơi, thương không? Hay và quá. Và em muốn gửi lời cảm ơn tới cô ấy. Cảm ơn em rất là nhiều. Một người con gái đã hy sinh cả quãng đời thanh xuân của mình cho anh vô điều kiện. Và cho dù có trải qua luân hồi bao nhiêu kiếp nữa thì anh vẫn sẽ yêu em. Trời ơi, thì thương dữ vậy. Em có muốn nói gì với cái người đàn ông của em? Em chỉ muốn nói là em cảm ơn anh đã ở bên em cho tới tận bây giờ. Em biết ơn anh rất là nhiều. Wow. Em sẽ luôn đồng hành cùng anh. Thấy thương không? Thương nhau quá trời, cùng nhau trải qua khó khăn mà nói chuyện chân thành dễ quá thương trời. Quá hai người nói, mỗi người nói đều là nói cho người kia không nói à. Cho đó phải cho nhau hung cái lấy thảo nè. Hay quá.
Em có một lời gửi tới bạn Lê Lộc. Mời bạn. Phụ nữ á, có ba điều chúng ta không có được phép chọn sai. Cái thứ nhất là đàn ông, cái thứ hai là ngôn từ, và cái thứ ba là mỹ phẩm. Cho nên đó là Trân chúc bạn sẽ may mắn tìm đúng cái người đàn ông của mình. Còn ngôn từ bạn có thể học, và mỹ phẩm bạn có thể mua bằng tiền của mình làm ra. Cảm ơn chị. Hay quá. Vậy lỡ rồi Kiên Vũ cho Lê Lộc câu của bạn luôn đi. Hai người hôm nay quá dễ thương rồi. Lộc sinh năm 95 đúng không ta? Dạ đúng rồi ạ. Thì anh khuyên thì em nên tìm những ai sinh năm 94 với 91 á. Trời ơi em coi phong thủy dùm. Rất là hợp với em. Và hãy tìm người nào mà lúc nào mà người ta bận quá, người ta còn vẫn nhắn tin để báo cho em trước là người ta bận. Chứ đừng có chọn những người đàn ông mà vì công việc mà quên đi cả luôn cả tình cảm. Trời đất ơi, sao nói câu nào nó cũng có sức nặng hết trơn vậy trời. Lộc có cái lời chúc nào cho họ không? Em chúc anh, anh chị có cưới nhau chưa ạ? Cưới nhau chưa nhỉ? Em mới đến hôn. Em mong là hai anh chị sẽ có một gia đình thật sự hạnh phúc và có rất là nhiều đứa con cho mình. Cảm ơn em rất là nhiều. Em nghĩ là nếu mà khi nào hai anh chị cưới nhau á thì mà cần một cái tiết mục kịch á thì ở đây có nguyên một gia đình sẵn sàng hỗ trợ cho anh chị. Đúng rồi đó, Ương Giang nói đúng đó, có gì mời tụi chị. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình, xin cảm ơn. Đúng quách nhờ. Cái cây lại trả cho người ta bắt tay cái gì. Thân lắm mày sao bắt tay thiệt tình. Đã có chủ hả? Tôi tưởng bạn đồng quan điểm với tôi. Này, nói mắt, có màng mắt lắm chứ. Được ạ. Để ngoài xe, không, bậy. Bậy nha, trả cho người ta nha. Bậy. Chào, cảm ơn bạn. Nhìn là tôi thấy ngon lành rồi. Nãy giờ cũng lo mẹ quá, mẹ cũng thương lắm chứ mẹ không thương. Mà cuối cùng có chủ rồi hả? Bạn là ai, tên gì? Mình tên là Henry. Mình đã về đây được 2 năm rồi. Mình đã lấy vợ được 1 năm và có một em bé 6 tháng tuổi. Trời ơi. Wow. Vợ luôn rồi mới ghê chứ. Sao hồi đó quen bà xã sao vậy? Hôm đó thì cũng tối rồi, Henry ngủ không được nên Henry ra pub ngồi chơi một mình. Thì vô tình thấy vợ Henry đang ngồi đó cũng một mình luôn nên mới chủ động sang làm quen. Trời ơi, okay. Định mệnh. À, nó là cái pub nào vậy anh? Để em biết em. Để em biết em lượn lượn qua đó tí mà. Cái đó phong thủy tốt, ở đó phong thủy tốt em. Cái bữa mà Hương Giang lượn qua là vô tình anh Đức cũng lượn qua đó luôn. Ok á. Hai đứa bận cái áo là tôi thấy có điềm rồi. Điềm gì? Rồi hỏi thiệt nha. Lúc đầu là cua người ta là vì người ta đẹp thôi đúng không? Cái mà làm cho Henry
chọn Thảo là vì Thảo rất là tự tin. Sau khi quen nhau được gần một năm thì hai người lấy nhau. Có xảy ra biến cố gì vợ chồng, có gây gổ gì nhau không hay là thuận Thảo? Tại vì gặp một cô gái ngoài pub rồi tự nhiên quen nhau, yêu nhau, cái chuyện đó tôi thấy nó hơi hy hữu rồi nha. Thật ra thì khi mà vừa quen với vợ Henry á thì hai người hay thường cãi nhau, cái đó là việc khó tránh mà. Ừ. Nhưng mà sau khi mà trải qua nhiều mối quan hệ rồi đó thì Henry xác định được là mình phải biết ưu tiên, cho tới cuối ngày mình phải chọn được là cái tôi của mình là quan trọng hay là cái mối quan hệ này là quan trọng. Ok. Hay quá. Đúng những gì anh ta nói. Cái động lực nào cho bạn bỏ hết công việc của bên kia để về đây? Bạn Henry thì cũng lấy vợ. Cái quá trình đó thì phải chờ rất lâu mới có giấy tờ đi qua Mỹ. Henry thì không nỡ để Thảo ở đây chờ lâu vậy, nên Henry quyết định về đây sống một thời gian, chờ khi mà giấy tờ của Thảo hoàn tất thì hai vợ chồng sẽ cùng nhau về bển. Trời ơi, thê thương ha. Thôi cảm ơn bạn Henry rất nhiều. Ngày hôm nay bạn đến đây, bạn cho mọi người thấy đâu đó có một cái người ha, lịch thiệp, đàng hoàng, tử tế, đến chương trình chia sẻ cái câu chuyện tình yêu của mình. Dành cho bé nó một câu nói gì đi nào. Anh chúc em hạnh phúc. Vậy thôi, đơn giản ngắn gọn. Xin cảm ơn Henry đã đến với chương trình.